Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ mang tới cho các bác một chiếc ghi rốt thùng dài chạm trổ hoa văn này, kính lào này. Và hoa văn được chạm trổ em vừa nhìn qua đó là chi tiết bông hoa hồng được chạm trổ hai bên cánh thùng này. Và ở bên trên đỉnh thùng cũng có, các bác có thể gọi đây là một chiếc thùng ghi rốt hoa hồng kính lào. Và nó sẽ cho các bác âm thanh của bản Westminster trên nền gông M, gông đồng. Với một bộ gông đồng có thể nói đây là một bộ gông đồng cho âm thanh rất là ngân nga và rất là vang. Âm thanh vang nó có thể vang tới gần 10 giây. Đối với những bác nào thích âm thanh trầm, ấm và ngân vang thì chiếc này là một lựa chọn cực kỳ là lý tưởng. Vẫn là một mặt số ba giác đứng này, kim đặc trưng của thương hiệu Virot, một quả nắc bên trong. Phần kính lào rất là đẹp và còn rất là sáng. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác có thể ngắm tỉ mỉ hơn về cái thiết kế của chiếc ghi rốt thùng dài hoa hồng kính lào này. Các bác có thể nhìn đây, ngay từ góc cạnh chéo thì các bác có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Nó mang một biên độ màu sáng vàng phù hợp cho các bác để trang trí này. Ngay ở phần trên đỉnh thùng thì đã được chạm trổ một chi tiết bông hồng ở phần chính giữa, rất là tuyệt vời nha. Và kéo dài xuống hai bên cánh thế, được chạm trổ chi tiết bông hồng đây, kéo dài đối xứng hai bên cánh thùng, tạo nên một điểm nhấn rất là đẹp. Và một chiếc kính rào bằng kính được ghép rất là đẹp nữa. Chi tiết phần đáy xếp chồng này, một phần mặt số của thương hiệu Girod cũng gọi là một mặt số tuyệt vời nha. Ba nỗ ở cót gần như chưa có vết xước xác. Và đây con này là gọi là một mặt số em nhận xét là đẹp trên 90%. Đối với những bác nào yêu thích những mặt số đẹp thì đây là một mặt số tuyệt vời. Một phần kính cong tạo độ sâu cho phần mặt số của thương hiệu Girod này. Thùng này được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ tự nhiên rồi, nhưng được ép một lớp vân gỗ nu tạo màu rất là đẹp nha. Hai khiết còn đầy đủ đây. Một quả nắc rất là sáng phải không các bác, rất đẹp này. Các ốc chốt chân tường hai bên còn này. Một chiếc tay nên có zin cũng phải không thể thiếu được rồi, chuẩn của thương hiệu Girod này. Móc cài cũng thế, các bác có thể nhìn đây, từng chi tiết nhỏ một này, mặt số này rất là đẹp nha. Rồi đến phần bộ gông đây, một củ gông M đen này và gông đồng, hai thanh bắt chống máy còn đầy đủ hết. Bộ máy vách đồng rất là dày nhé, các bác nhìn này, trục đồng này, máy vách máy rất là dày này, từng chi tiết còn rất là sáng nhé. Rồi em sẽ thử qua bản quét trên là một chiếc ghi rốt thùng dài hoa hồng để các bác được thưởng âm qua nhé. Có thể nói đây là một âm thanh rất là trầm ấm và ngân đúng không các bác? Độ ngân rất là dài nhá. Và thiết kế bản đề rất là chắc chắn, tuyệt vời. Một chiếc đồng hồ lý tưởng để các bác sưu tầm. Rồi, em sẽ quay xa một chút nữa để các bác có thể ngắm kỹ hơn về thiết kế của chiếc ghi rốt thùng dài. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ thùng dài chạm trổ như chiếc ghi rốt bông hồng này thì các bác liên hệ trực tiếp với bên cửa hàng Vang Vọng. Giá thì em vẫn luôn luôn công khai dưới phần nội dung video rồi. Xin cảm ơn các bác.